Xin chào tất cả các anh chị. Nếu các anh chị đang có một mái tóc bết dính và gãy rụng thì đây chính là giải pháp dành cho tất cả các anh chị. Da đầu bết dính khó chịu cùng với những búi tóc rụng mỗi khi chải đầu là nỗi lo của rất nhiều người. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong số đó chính là do các anh chị sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp. Các nhãn hiệu dầu gội trên thị trường chứa nhiều chất hóa học và chất tẩy rửa mạnh, mang lại cảm giác sạch sẽ sau khi gội. Tuy nhiên lại vô tình tẩy rửa đi cả lớp dầu tự nhiên của da đầu, có tác dụng cung cấp dưỡng chất cho mái tóc, khiến tóc bị khô và yếu ở phần thân và xảy ra tình trạng gãy rụng tóc. Cũng vì lý do đó, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm Ayubio hoàn toàn từ thiên nhiên, từ 15 loại thực vật thiên nhiên rất tốt cho mái tóc của bạn. Sản phẩm này giúp kiểm soát lượng dầu trên da đầu và nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe hơn, ngăn tình trạng gãy rụng. Bộ sản phẩm Ayubio dành cho tóc dầu gồm có dầu gội với chức năng làm sạch và nuôi dưỡng nang tóc, dầu xả giúp cung cấp độ ẩm cho mái tóc bóng mượt từ thân đến ngọn tóc, kem ủ giúp cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho mái tóc vào mỗi tuần. Cuối cùng là sản phẩm xịt dưỡng giúp giữ nếp và tạo độ mềm mại cho mái tóc mỗi khi tạo kiểu. Bộ sản phẩm chiết xuất 100% thiên nhiên với 15 loại tinh chất thực vật màu đỏ, 6 thành phần trong táo đỏ, hạt lựu, hoa dâm bụt, dâu tây, quả anh đào, sơ ri, hoa hồng, hoa trà, hoa sen, cung cấp dưỡng chất cho nang tóc phát triển, nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Trong đó, chủ đạo là tế bào gốc, trái táo đỏ Nhật Bản có khả năng để ngoài trời 4 tháng mà không bị hỏng, giúp cung cấp thành phần chống lão hóa dành cho mái tóc. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn chứa 3 dưỡng chất thiết yếu phục hồi cho mái tóc, đó là collagen tươi, keratin thô, ceramin phục hồi mái tóc bị khô do tia cực tím và cung cấp môi trường đủ ẩm để mái tóc luôn luôn bóng đẹp. 16 loại axit amin cần thiết giúp phát triển cho mái tóc. Có 4 loại tinh chất thực vật giữ ẩm cho mái tóc, đó là quả ama Ấn Độ, dầu dừa, hoa sen, lá xoan Ấn Độ giúp kiểm soát dầu cho mái tóc. Có thể nói, bộ sản phẩm này không chỉ là dầu gội mà còn được xem như thức ăn của cho mái tóc. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất từ chúng tôi. Ayubio, dầu gội trị rụng số 1 Nhật Bản.